Hello, Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị thương thương của Trần Anh ở trên YouTube ạ. Đây là khách hàng của Trần Anh ạ. Chú đã đi tuốt ở đất mũi Cà Mau luôn ạ. Một quãng đường rất là xa để lên salon ô tô Trần Anh mua con xe Lux City. Xe đó đã bán rồi nha anh chị. Đây là chú nè. Chú đi rất là xa luôn, chú với anh. Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, chú là tin tưởng bên kênh ô tô Trần Anh ạ. Rồi, chúc chú... Dạ, chú rất là tin tưởng bên salon ô tô Trần Anh luôn. Đây là cái con Lux City chú mua ạ. Xe rất cọp rất chất. Bên em cũng đã tiến hành thu mua lại cái con xe xe bắt của chú luôn rồi nha anh chị. Đây nè, cái con xe này là em đã bán rồi nha. Đó, xe rất cọp ạ. Bên salon em còn rất là nhiều xe. Anh chị nào mà muốn mua thì cứ liên hệ đến Trần Anh Ô Tô nhé. Chú đi một quãng đường rất là xa anh chị ơi. Tuốt ở đất mũi Cà Mau luôn á. Lên trên em để thu mua và cáp đổi xe. Đây là con xe mà chú đổi xe với bên em nè. Đây, con xe bắt nè anh chị ạ. Con xe bắt này đời 2010 nha anh chị nhé. Đây nè, con này nè, xe bắt đời 2010 nè. Đó, anh chị thấy không ạ? Bản số 36A10022, con xe bắt này bên em vừa mới thu lại nha. Mà chú lên chú cáp đổi cái con Lux City. Tuốt ở dưới Cà Mau là xa lắm. Bên em còn rất là nhiều mặt hàng xe nè. Đây là anh chủ của chiếc xe Lux City nè. Anh ơi, anh có cảm nhận gì khi lên salon bên em không anh? Anh ngại quá, anh không nói được. Rồi, em cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị rất là nhiều. Con này đã có chủ rồi nha anh chị nha. Bên salon ô tô Trần Anh đã bán rồi. Đây nè, Daegu Lux City nè. Đấy, anh chủ xe đấy. Một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Trần Anh chúc cho anh chị may mắn trong cuộc sống.